Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là ngày 27 tháng 12 năm 2019. Tôi đang có mặt ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái tác phẩm Đai Châu rất là tuyệt vời. Một những cái trụ Đai Châu cực kỳ khủng luôn. Rất đẹp, đang chờ hoa Tết hoặc là đã nở hoa để truyền tải đến các bạn. Hy vọng rằng những cái hình ảnh này sẽ giúp cho các bạn đang chơi Đai Châu hoặc có niềm đam mê đối với Đai Châu, hay còn gọi là cây Ngọc Điểm, cây Nghinh Xuân, sẽ có được thêm cái niềm đam mê lớn hơn và tham khảo thêm về cái kỹ thuật trồng cũng như là chăm sóc để tạo ra được những cái tác phẩm đẹp để trưng bày, có thêm niềm vui trong cuộc sống. Thế giới lan rừng, vườn hoa lan Tuấn Tính, cách chợ hoa Mê Linh 200m, thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Số điện thoại là 0965 909 199. Nếu mà các bạn muốn là mua những cái giống hoa lan cũng như là hoa hồng, các bạn có thể là liên hệ ở đây để các bạn giao lưu. Ở phía sau, ở bên hông và cũng như là phía sau là những cái vườn lan, vườn hoa hồng với những cái vườn cây hồng đang nở và đang nụ rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng năm nay bà con nông dân ở đây sẽ có được một cái Tết thật là ấm. Ngay khi bước chân vào trong cái trong nhà vườn thì tôi thấy ở ngay ngoài cổng là những cái bó hoa hồng đang được chuẩn bị đóng lại để đóng gửi đi các khu vực xa xôi. Tuấn Tính các bạn ạ. Thì ở bên trái kia các bạn có thể thấy được là Vũ Nữ, Địa Lan, Càng Cua, Xương Rồng, rồi những cái cây Trạng Nguyên đang nở hoa rất là đẹp. Ở bên này là những cái tác phẩm Đai Châu, và trọng điểm trong buổi sáng hôm nay tôi xin được chia sẻ đến các bạn những cái tác phẩm Đai Châu rất là đẹp và rực rỡ. Thì ở đây là một cái giò Đai Châu, hay còn gọi là cây Ngọc Điểm, cây Nghinh Xuân đấy các bạn. 2, 4, 6 cặp lá đang nụ này. Nụ nhỏ nhè có thể là sẽ muộn Tết, nhưng mà nụ to cỡ kia là sẽ đúng Tết kìa. Từ bây giờ đến Tết là còn đúng 29 ngày nữa các bạn. Đặc biệt là ở đây có một cái giò Đai Châu cực kỳ đẹp. Tôi cảm thấy rất là ấn tượng vì là hiện tại là đang rất thơm, nở rất thơm. Và một cái khúc lũa nhìn nó có vẻ hầm hố, nó có vẻ là khùm khoằm rất đẹp. Nhưng cái cây Đai Châu này thì trước khi được trồng vào lũa là cái lũa là phải rửa thật sạch các bạn. Sạch không tì vết luôn. Cà rất sạch, phải đánh bằng giấy ráp luôn á. Sau đó thì tôi thấy là có đóng lên đây, khoan lỗ rồi đóng lên đây một cái đũa, rồi buộc cái cây Đai Châu lên trên đó. Và bây giờ thì những cái cây Đai Châu này này, nó đã bám rất là chắc vào trong cái cục lũa này. Trong cái bài viết số 38, bài viết 38 trên trang web Dân Chơi Lan, những bài viết của Nguyễn Ngọc Hà, tôi có chia sẻ về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Đai Châu từ A đến Z trên lũa. Các bạn có thể mở lại các bạn xem để biết cách làm sao để kích cho nó ra dễ, xử lý giá thể, cách gắn nó lên, rồi làm sao để hạn chế việc rụng lá chân. Ví dụ như ở đây là khi nó ra hoa này, nó thiếu chất và nó bị sốc nhiệt nên nó rụng lá chân đấy các bạn này. Đấy, các bạn đọc cái bài đấy, các bạn sẽ biết cách để hạn chế cái việc rụng lá chân ở trên những cái cây lan đơn thân nói chung, và lan Ngọc Điểm hay gọi là Đai Châu nói riêng. Ngoài ra thì ở đây vườn lan của anh Tuấn Tính thì tôi thấy là có nhiều tác phẩm với nhiều kích cỡ khác nhau, từ 5 cây, 10 cây, 20 cây, 50 cây một tác phẩm, cho đến là 1 cây một chậu. Thì tùy vào cái điều kiện kinh tế mà mình có thể là đón các nàng Đai Châu này về chơi. Đấy, đang nụ nhiều lắm các bạn này.
Thực sự là những cái cây này tôi thấy là nó quá đẹp luôn. Đây này, cái này còn giữ được nguyên bộ lá chân này. Tuyệt vời không các bạn? Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái tác phẩm đa châu đang nở hoa với khoảng 40 cây và với khoảng tầm gần 40 vòi hoa đang nở, phải nói là cực kỳ đẹp. Ở đây tôi thấy đang có 6 người. 6 người đang đóng hoa hồng. Và ở đây là một cái trụ đa châu phải nói là cực đẹp luôn. Hoa thơm nức hết cả mũi. Và hôm nay thì rất là vui khi mà tôi may mắn đến đúng cái dịp mà anh chủ vườn là anh Tuấn có ở trong vườn. Tôi sẽ phỏng vấn anh Tuấn một chút để nhờ anh Tuấn truyền lời chia sẻ đến các bạn một số những cái kỹ năng cũng như là cái phương thức làm sao để có được cái tác phẩm, những cái tác phẩm lan đẹp như vậy ở trong cái dàn này để truyền tải đến các bạn. Em xin chào anh ạ. Dạ, em là Hà, em ở Lâm Đồng ra. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả biết một chút là trong cái vườn lan của mình là anh đã trồng lan được lâu chưa, và ở đây thì có những cái giống lan gì, cũng như là anh làm sao để có được những cái tác phẩm đẹp như thế này ạ? Nói chung là cái vườn lan này mình làm ra rất là để đam mê chơi về lan. Thì mình thích chơi, nói chung về lan là chung mình đam mê. Thì mình đã phát triển ra được khoảng độ 2-3 năm rồi. Dạ. Nói chung là cái bới châu này bây giờ nó đang khoảng gần 40 đầu. Là trên cái cây giờ đang nở hoa Tết. Trong cái thực tế cái châu này thì chăm thì rất dễ. Nó biết thì nó rất đơn giản, nó chỉ có nước. Cái lượng phân thì mình cho vừa phải thôi. Mình phun phân gì vậy anh? Nói chung là mình phun trên cái thị trường đấy, là các cái phân bây giờ bón ở các đại lý đấy, thì mình chỉ xú là cái thằng Atolix là mình bơm là một tháng khoảng 2-3 lần. À. Nhưng còn các cái phân dạ. khác thì mình không biết thì mình không nên chăm. Bởi vì dạ. thực sự làm cái này nó rất dễ mà lại rất khó. Như là anh chỉ có tưới thôi đúng không ạ? Anh chỉ có tưới nước thôi. Tưới nước và dạ. một tháng bơm 2 lần cái Atolix thôi, chứ nó không có gì cả. Cây đai châu này nó rất dễ làm. Dạ. Đấy, thì bây giờ anh có thể đi ra góc này để chia sẻ một số những cái kinh nghiệm làm sao để mà có được những cái tác phẩm nó lớn như khủng như này không ạ? Bởi vì các cái này là mình trồng đây, nó khoảng được cái cây này nếu chính xác là được khoảng 3 năm. Mình lấy ở rừng về, các cái bới ở rừng về đấy. Là mình trồng được 3 năm. Nghĩa là cái cây này là mình chăm nếu mà đều của nó để mà đạt được cả cây giống, cả cây con khi nó đẻ thì mình lên bơm cái thuốc Atolix đều dạ. khoảng 1 tháng 2 lần. Thì nó đẻ cả cây con và hoa chất sai. Dạ. Vì lý do là mình chăm Atolix nó hơi nhiều để cho hoa nở bị trước Tết. Dạ. Còn đúng ra năm nào cũng nở vào đúng Tết luôn, không bị làm được. Như là anh cố tình làm như này. Cố tình làm cây giống thì đầu nó mới nở ra trước Tết. Dạ. Bình thường của anh nếu không lấy cây giống, năm ngoái anh lấy cây này ra được khoảng 40 cây giống. À, có nghĩa là bây giờ anh muốn là anh lấy cái giống của nó đây này. Chính cái giống của anh cây con đấy ạ. Cây con đấy. Nó đẻ. Bơm Atolix cho nó đẻ. Anh bơm ra nó đẻ. Dạ. Thực sự ra nếu bơm cái này mình chỉ bơm đều trong vòng đúng nửa tháng liên tục. Chỉ có độ 3 ngày bơm một lần. Thì nó sẽ đẻ toàn bộ cây con này. Nhưng mà anh lấy cây giống ra anh có tách không? Anh, tách ra, anh tách cây giống ra. Ô sao lãng phí vậy anh? Anh tách ra không, bởi vì anh tách ra đây giống các cái bới to của nó cũng có mà. Thì tách một cái cây, để một cây nguyên này. Các cây cắt ra rồi để bới ra khác. Dạ. Anh cắt đây mất một số cây rồi chứ. Nó dạ. mới quang này nhá. Thế ạ. Trước kia cái bới này của anh nếu tính đầu của nó vào gần 70 đầu. À. Anh tỉa dần bây giờ nó dạ. còn 40 đầu. Nếu mà tách cây con ra không ấy, thì là riêng bây giờ nó khoảng được 20 đầu nữa cây con. Đây các cây này đó là cây con của nó. Cây con đây ạ. Cây con anh tách ra đấy, cái chỗ là em ví dụ nhá, ví dụ như cây này đi. Cây này khoảng bao nhiêu lâu nữa mình tách anh? Cây này bắt đầu khi nó ra cái rễ ngang ở đây, nó dạ. ra cái rễ ở cái cổ này. Vâng. Nó ra khoảng được 2-3 phân rồi là mình bấm cho nó ra 2-3 đầu rồi mình mới tách. Dạ. Đấy. Thì là cây này nó cũng rất dễ mà. Dạ vâng. Ừ. Ngoài ra thì ở đây em còn thấy một số những cây thân thòng đây anh này. Rồi. Thân thòng là cây phi điệp của anh, là có một số phi điệp. Dạ. Nhưng là các cây phi điệp này thì thực sự ra anh không chăm gì phân nhiều đâu. Vâng. Chủ yếu là bây giờ mình chỉ có làm sao cái nước của mình đưa vào làm sao nhiều quá không tốt, cái nước này nó được cần bình thường thôi. Dạ. Thì cây nó sẽ sống, nếu mà ai cho nhiều nước thì cây nó sẽ chết. Ở đây thì mình trồng cái này lũa mình có lưu ý gì không anh? Cái lũa này này, dòng nếu mà hiệu quả là dòng lũa rất hiệu quả về cái độ cây sống. Dạ. Nhưng phải tưới nước hàng ngày phải 2 lần. À dạ. Bởi vì cái này nó không thấm nước. Vâng. Mình tưới nó trôi hết đi chứ mà an toàn cho cây. Dạ. Đấy thì về lũa. Vâng ạ. Còn mình trồng mà giá thể mà gỗ thông hẳn như các cái này chẳng hạn. Thì là mình tưới, nếu mà mình không điều hòa được nước của nó thì nó sẽ thừa nước, nó sẽ bị hỏng cây. À dạ vâng. Nghĩa là những cái bụi đó là mình phải tưới bằng tay. Mình có vòi tưới mà, có dạ. cái vòi anh làm dằn tưới mà. À dạ vâng ạ.
Bởi vì là trắng tay nó là mình cần tưới bằng vòi thì mình tưới bằng cần bằng giàn tưới. Trong cái chuồng cọp này là mình có nhiều giống. Số chuồng cọp này nó có một số lan đột biến. Dạ. Và một cái số trầm của anh và đột biến là cây là mua trầm rừng về đấy. Dạ vâng. Ra là hoa rất đẹp. Dạ. Có một số anh đang nhân giống. Tất cả trong này anh đang nhân giống ở một số là cây. Thì như cái khay này là anh bán hết rồi phải không anh? Đây anh này. Bán hết cái giàn ở dưới này là ngày xưa. Dạ. Là bác. Bác Nguyên ở trong kia gửi ra cái giàn năm này là anh bán hết. À dạ vâng. Còn đây là anh ươm kia đúng không anh? Còn đây này. Là cái cụm của anh Nguyên gửi ra cái số này là dạ. Số về sau này. Dạ. Nó mới mà. Vâng. Còn đây là cái trầm rừng. Em thấy cây đẹp ấy chứ, cây nó rất là cứng cáp. Còn cái số này là cái trầm rừng Myanmar anh mua một tạ thì bây giờ bán nó còn gần này. Dạ. Đang chỉnh lại để cho nó đẻ. Dạ vâng. Đây, còn cái thế vườn ở ngoài này của mình là ngoài lan ra mình còn làm thêm cái gì không hả anh? Anh là trước kia là vườn hồng nhưng bây giờ anh chuyển sang làm nam tất. Dạ, thế còn hồng ngoài kia em thấy các chị đang đóng là cái gì đấy? Hồng của anh là anh chuyên về mảng kinh doanh về hồng xuất khẩu Trung Quốc. À, cái đó cắt cành gửi Trung Quốc ạ. Vâng, đây là còn cái cây mà anh Nguyên gửi ra là các cái trụ này anh bán được hết rồi. À, còn các cái trụ này thôi. Anh làm cả những cái trụ này luôn. Anh làm cái trụ này xong anh bóc trụ anh bán. Bán trụ hay là bóc cây ạ? Ai mua trụ bán trụ, bóc cây bán cây. À, đây các cây này nữa. Của anh là sang năm. Bây giờ em ví dụ như là nếu mà cái clip này lên chẳng hạn. Có ai đó muốn mua một cái bụi bụi này đi. Rồi, đấy. Đây là 1 2 3 này. Nó đẻ nhiều mà. Là bụi này khoảng bao nhiêu tiền anh? Những cái bụi này bình thường anh bán ở đây bây giờ thực ra nó chỉ có hơn 100.000 thôi, 170-180.000 thôi anh. Rẻ quá nhỉ. Rất là mềm đấy ạ. Rất hợp lý đấy. Dạ. Cái 51 đây này. Thường dạ. Cứ cái nào tốt là anh bán dần còn nó lại ký vào. Quá tuyệt vời luôn. Làm ở trên này nó an toàn cho là nó không bị chết. Dạ. Thì là mình cấy vào đấy. Em thấy cái hướng làm kinh tế này hay đấy anh ạ. Anh làm đây là vừa là đẹp mà dạ. Ai thích yêu cầu cái nào là nhánh nào là mình nhổ đánh thì bán. Dạ vâng. Ở đây địa chỉ của mình là anh là đây là xã Mê Linh. Xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Chợ Hoa Mê Linh. Dạ. Còn các cái số cây này của anh làm đây rồi giờ cuối năm anh bán hết rồi anh dạ vâng. Ghép cây nhỏ vào. Cây trụ lớn này anh ghép lan lên là cây gì đây anh? Nó là cây nhãn. À thế ạ. Tất cả là cây nhãn. Cây nhãn cổ thụ đấy. Anh xin cái cây nhãn về là anh ghép vào đấy. Đây cây nhãn đây các bạn này. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Thì hôm nay thực sự rất là tuyệt vời khi mà được gặp anh Tuấn. Và trong một cái buổi như này, buổi cuối năm như này thì em cũng chúc cho anh cũng như là gia đình làm ăn được thuận lợi, may mắn và thành công. Hôm nào có dịp vào Lâm Đồng thì anh ghé em rồi, chơi. Dạ. Anh em là tổ chức vào trong đấy chơi buổi vì cái thời gian của anh dần Tết nó còn thời gian nó dạ. Công việc nó nhiều. Nhưng cái này chắc nửa đúng Tết nhỉ? Cái này thì đúng Tết rồi, cái này đúng Tết. Quá tuyệt vời luôn đấy. Như một cái một cái này thì anh bán khoảng bao nhiêu anh? Một cái này thì thực sự ra thì nó nếu về giá trị thì nó không phải là đắt bởi vì cái này của anh là 11 gốc này. Dạ. 11 cây. Tính tổng thể cái bới này anh bán 15 triệu rồi. Dạ, quá đẹp luôn các bạn ạ. Tuyệt vời. Alo. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Kính chúc các bạn xem video clip vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn.